Cái video này thì sẽ giúp ích cho anh em việc này nhá. Thứ nhất là việc anh em mình sẽ hướng dẫn anh em cách phá cái này để cho điện thoại anh em dùng bình thường. Và thứ hai nữa là mình sẽ hướng dẫn anh em cách phá mật khẩu màn hình của những chiếc iPhone 8 Plus mà anh em chẳng may quên mật khẩu màn hình. Nha anh em, mình đang có một chiếc iPhone 8 Plus ở đây và hiện tại nó đang bị vô hiệu hóa anh em nhá. Thực tế là mà nói thì cái lỗi này chắc là ít người gặp, nhưng mà mình cũng vẫn phải nói là iPhone bị vô hiệu hóa như thế này, nguyên nhân duy nhất đó là anh em bị quên mật khẩu màn hình. Và cái mật khẩu màn hình ai gần dùng iPhone gần như là cũng dùng rồi, nó là mang tính bảo mật cá nhân, mà mật khẩu màn hình số của mình chữ này, Face ID hay là vân tay mà anh em đã quên mất rồi, và anh em sẽ không nhớ được và bị ấn sai quá nhiều lần, hoặc anh em không quên nhưng mà người khác cố tình ấn sai của anh em quá nhiều lần, trẻ con đã nghịch ấn sai của anh em quá nhiều lần, thì nó sẽ dẫn tình trạng như thế này nhá. Cái video này thì sẽ giúp ích cho anh em việc này nhá. Thứ nhất là việc anh em mình sẽ hướng dẫn anh em cách phá cái này để cho điện thoại anh em dùng bình thường. Và thứ hai nữa là mình sẽ hướng dẫn anh em cách phá mật khẩu màn hình của những chiếc iPhone 8 Plus mà anh em chẳng may quên mật khẩu màn hình, hoặc là lý do gì đó mà anh em không có mật khẩu màn hình để vào bên trong. Nhưng có một lưu ý, đó là khi anh em thực hiện những cái bước theo của mình như này thì anh em sẽ phải chịu những rủi ro như sau. Thứ nhất, toàn bộ dữ liệu của anh em nếu không lưu trên đám mây thì anh em sẽ mất hết. Đám mây là cái gì nhỉ? Là iCloud, là driver của Google, là một tiện ích đám mây ở đó anh sử dụng, nó sẽ lưu lại được những dữ liệu của anh em cần thiết. Còn những nếu những dữ liệu anh em không cho lên những cái tiện ích như vậy, những cái đám mây như vậy, thì anh em sẽ phải chịu rủi ro là mất hết này, tin nhắn mất hết, danh bạ mất hết, ảnh mất hết, và nhiều bộ phim siêu tầm của anh em, nhiều bản nhạc anh em cũng sẽ mất hết. Anh em lưu ý cho mình như thế nhá. Và thứ hai, nếu trong trường hợp anh em sử dụng iCloud mà anh em không nhớ, anh em quên mật khẩu và cái máy đấy không phải là của anh em, đấy iCloud là cái gì anh em không biết, thì việc đấy cũng sẽ là vô ích trong trường hợp anh em làm những cái bước như của mình, sau đó anh em sẽ không kích hoạt được vào bên trong. Cái thứ ba, nếu trường hợp máy của anh em là máy lóc đang được sử dụng sim thần thánh trước kia, không cần phải dùng sim ghép, đang sử dụng sim ghép trước kia không phải là sim ghép bây giờ, thì nó cũng sẽ phải thiết lập lại sim ghép từ đầu anh em nhé. Trường hợp bây giờ thì sim thần thánh ok rồi, nhưng trước đấy cái đây mấy hôm ấy, cái đây mấy vài ngày ấy, thì chúng ta sẽ không sử dụng được sim, gần như vậy rất là nguy hiểm đó. Và trường hợp thứ tư, nó cũng sẽ liên quan đến vấn đề nó bị iPhone lock ấy. Bởi vì nếu trường hợp anh em mua những chiếc điện thoại mà ở những cái đơn vị mà người ta không đảm bảo cho anh em vấn đề đó là máy lock quốc tế, nó mua thì là máy quốc tế nhưng format nhiều khi nó bị lock lại. Đấy là bốn trường hợp mà anh em chịu rủi ro trong cái vấn đề mà anh em phá mật khẩu đó nhá. Đó, mình lưu ý cho bạn. Thì bây giờ chúng ta cùng tiến hành đi làm, đơn giản thôi. Anh em cùng chuẩn bị cho mình cái việc những cái thiết bị như này nhé. Đầu tiên là một chiếc máy tính, có thể chạy là Mac này, có thể chạy Windows, gì cũng được, bắt buộc là phải có kết nối internet. Ok nhá. Một chiếc cáp USB Lightning như thế này. Hoặc là anh em có thể dùng Type-C Lightning cũng được. Điều kiện là máy tính của anh em phải có cổng USB Type-C. Thế thôi. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ cùng tiến hành trên máy tính nhá. Anh em cùng nhìn vào màn hình máy tính của mình nào. Đây. Mình sẽ tiến hành trên máy tính là cài những cái phần mềm mà cần thiết. Thực ra nó chỉ cần một phần mềm thôi. Nếu đúng theo chuẩn Apple là chúng ta sẽ dùng phần mềm là phần mềm iTunes như này nhá. Nhưng mà thực ra iTunes là cài hơi tạp. Thứ hai là mình dùng cái phần mềm Autotune nó quen rồi. Đấy, mình nói luôn là phần mềm Autotune. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn cái phần mềm Autotune giao diện như này này. Thì cái phần mềm này nó dễ lắm. Anh em lên Google thôi. Lên Google và anh em ghi là Autotune. Mình đánh vần nhá. 3 U này. T-O-O-L-S như này này. Anh em thấy không? T-O-O-L-S như này nhá. Đó, hoặc là trang chủ của nó thì anh em có thể nhìn thấy là bau.com. Đấy, tìm như Google được hoặc là bau.tun như này cũng được. Đấy, tùy anh em. Đây này. Đấy, mình sẽ tìm luôn trang chủ ngay đầu là bau.com này. Là chúng ta sẽ vào trang này. Sau đó là chúng ta vào phần download. Đó, phần download nhá. Thì download xong là chúng ta cài đặt nó tự động cài driver tất cả các thứ ở trên điện thoại, trên máy tính để cho em làm trên điện thoại. Rất đơn giản như vậy thôi. Bởi vì cái phần mềm nó dễ dùng, nó có cả tiếng Việt đầy đủ hết luôn, nó dễ dùng lắm. Thế là mình vẫn thích dùng phần mềm này nên mình hướng dẫn anh em. Trên Mac cũng có mà trên Windows cũng có anh em nhé. Bây giờ là mình sẽ tiến hành cắm cái đầu USB này vào máy tính. Cắm USB như thế này. Sau đó chiếc điện thoại của chúng ta vẫn đang mở nguồn như này nhá. Là mình sẽ cắm cáp vào chiếc điện thoại này. Đây. Thì bây giờ tiến hành cái bước là chúng ta sẽ vào chế độ recovery cho chiếc điện thoại này để chúng ta tiến hành khôi phục.
Thế rồi Raspberry vào bằng cách nào? Bởi vì là bây giờ là phím bấm tất cả các thứ này không tác dụng nổi, cắm vào đây nó sẽ không nhận máy tính. Bởi vì trên chiếc máy tính của chúng ta là nó đã bị khóa thì là nó không kết nối được. Máy điện thoại của chúng ta chỉ rung nó mấy cái để báo là có kết nối dây USB thôi. Anh lưu ý vậy, chúng ta vào bằng cách này nhá. Là chúng ta sẽ ấn phím. Anh em nhớ này, to tiếng, nhỏ tiếng và giữ phím nguồn. Anh nhớ lại nhá, là to tiếng, nhỏ tiếng và giữ phím nguồn, cứ giữ thôi. Cái việc này anh em phải kiên trì nhá, anh em giữ thật lâu à. Và một lưu ý là chiếc điện thoại anh em nó phải hoạt động tất cả các phím bình thường. Đó, khi chiếc điện thoại chúng ta tắt nguồn chúng ta vẫn cứ giữ. À, cứ giữ rồi. Anh em lưu ý nhá, đừng thả ra, cứ giữ. Điện táo rồi vẫn cứ giữ. Đó, để nó vào chế độ recovery. Để chúng ta tiến hành khôi phục. Đây. Chế độ recovery của chiếc điện thoại nếu mà là US 13 thì nó sẽ hiện hình chiếc máy tính và hiện hình cái cáp như này. Còn nếu trong trường hợp mà là US 12 này thì nó sẽ hiện như này anh em nhé. Đấy, trên màn hình nó ghi này, nó sẽ hiện là iTunes và tức là trong cáp. Đấy, và trên này nó ghi là thiết bị đang kết nối là chế độ recovery. Đấy, nó hướng dẫn chúng ta cái thoát ra này. Đấy, nhưng bây giờ là thoát ra thì nó lại khóa màn hình thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nâng cấp nha. Nâng cấp nó sẽ nhảy luôn vào một cái màn hình nó như thế này. Thì anh em lưu ý này, nó có những cái bản phiên bản là có thể chạy lên trên chiếc máy này nhá. Chúng ta sẽ không nên chọn phiên bản beta, bởi vì những phiên bản beta là những phiên bản dùng thử thôi. Sau trường hợp này, trường hợp anh em không thích dùng beta, anh em muốn áp về bản gốc thì chúng ta phải dùng cái bao tu chúng ta áp lại. Thế nên chúng ta sẽ dùng những cái phần mềm mà chúng ta được ngay là 13.3.1 tại điểm hiện tại. Còn thời điểm tiếp theo nó sẽ là phần mềm cao hơn, anh em lưu ý nhá. Và nếu nó chưa tải nó sẽ ghi chưa tải và anh em bấm nút tải về. Đấy, thế việc đấy là anh em bắt buộc là anh em phải chờ đợi, bởi vì cái phần mềm đấy là cái firmware nó khá lớn đấy, nó rơi tầm khoảng 3.9GB này, là chúng ta có đường truyền mạng tốt một tí thì nó sẽ tải nó nhanh, nhưng mà tại vì lâu quá thì mình tải trước rồi. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ chọn phần này nhá, và chúng ta sẽ ấn phần nâng cấp. Thì anh lưu ý này, ở phía dưới này nó có ba cái mục để chọn, là mục quick flash mode này, mục giữ lại dữ liệu. Tất nhiên rồi, giữ lại dữ liệu là nó sẽ vẫn giữ lại cái màn hình khóa anh em đấy. Thế nên nếu chọn vào giữ lại dữ liệu thì là công cốc, nó chỉ là nâng cấp US thôi, chứ nó không có thể là flash hết được dữ liệu của anh em để mở khóa bình thường. À, một vấn đề nữa mình nói là nếu anh em trường hợp anh em mà chạy cái này ấy, là anh em bắt buộc anh em phải áp bản cao nhất nhá. Hiện tại có nhất là 13.3.1 là sau này nó sẽ cao hơn này. Chúng ta sẽ không giữ lại được những cái bản ví dụ như 12 yêu thích của chúng ta, không giữ lại được bản 10 yêu thích của chúng ta mà bắt buộc chúng ta phải lên 13. Anh em lưu ý là như vậy nhé. Đấy, sau đó chúng ta ấn vào chọn là quick flash mode, mình nói lại nữa này, quick flash mode là sau đó ấn nâng cấp nhá. Đó, thì ở đây sẽ báo này, anh em thấy chưa? Chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta ngắt cái nối USB được, chúng ta sẽ bị lỗi này. Đó, ok chưa? Backup dữ liệu là không có thể backup được dữ liệu cho ok nhá. Thì chúng ta ấn vào flash này. Và chúng ta chờ đợi. Cái bước này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 10 cho đến 20 phút tùy cái tình trạng máy tính của chúng ta có nhẹ hay là nặng. Thế là anh em kiên nhẫn chờ đợi nhá. Trong trường hợp mà cáp của nó bị đứt ấy, cáp của nó bị tuột ấy, hay là trường hợp mất điện thì anh em không nên lo. Chút nó lúc đấy nó sẽ bị trèo cho nó recovery và chúng ta sẽ tiến hành chạy lại thôi. Thì máy chúng ta không chết đâu, không sợ như Android đâu. Thế là anh em kiên nhẫn chờ đợi. Anh em nhớ cho mình là cáp phải xịn nhá. Đường truyền máy tính phải tốt, phải không chạy một tab ứng dụng nào để cho nó nặng, để cho nó làm gián đoạn và mất thời gian của anh em như vậy. Chờ đợi nhá. Nó sau khi chờ đợi nhá, anh em có thể thấy là nó đã chúc mừng ở trên phần mềm, nó báo là chúc mừng chúng ta đã flash sạch sẽ thành công. Đó, sạch sẽ luôn rồi. Bây giờ máy chúng ta sẽ như là một chiếc máy là chúng ta vừa bóc hộp ra, hoàn toàn là như một chiếc máy mới. Anh em lưu ý là như vậy nhá. Đó, bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi tiếp theo trên chiếc máy nó tiến hành cài đặt một số ứng dụng, một số các thứ vào trong chiếc máy này và sau đó chúng ta sẽ kích hoạt. Thì lại nữa, nếu trường hợp anh em quên iCloud thì nó sẽ không thể kích hoạt được. Nếu trường hợp cái máy đấy không phải của anh em qua cái nào, anh em cũng sẽ không thể kích hoạt được. Nếu trường hợp đó là máy lock thì chúng ta sẽ phải kích hoạt sim ghép lại từ đầu. Nếu trường hợp mà máy quốc tế nhưng tiền thân nó là máy lock một quốc tịch thôi, anh em cũng sẽ phải kích hoạt sim ghép lại từ đầu. Nếu trường hợp anh em mua máy mình mà bị như thế là quốc tế thì mình sẽ đổi cho anh em chiếc máy khác kể cả hết bảo hành nhá. Và anh em nhớ nhá, những cái bước như thế này thì anh em cũng nên chờ đợi nhé, bởi vì là cái bước nó cài đặt này nó cũng sẽ mất đúng là anh em tầm khoảng 1 phút đến 2 phút.
và rất là nhiều, mình đã hướng dẫn rất là nhiều chiếc máy điện thoại khác ấy, và rất là nhiều anh em hỏi mình là nếu trường hợp mà quên iCloud thì phải làm thế nào mà khi không kích hoạt được ấy, thì cũng đơn giản thôi. Nếu chiếc máy đó thực sự là của anh em mua từ ngay từ đầu ấy, và tài khoản đấy là tài khoản iCloud của anh em chẳng may anh em quên mất tên đăng nhập này, hay anh em quên mất mật khẩu này, nhưng ngày xưa anh em có dùng thì tốt nhất là anh em nên xác minh, nếu anh em nào đang xem video này mà đang dùng mà không bị khóa thì anh em xác minh iCloud của anh em bảo mật hai lớp đi, để nếu trong trường hợp anh em quên thì chúng ta có thể dùng số điện thoại, và số điện thoại chẳng giờ anh em sợ mất rồi, và chúng ta sẽ dùng số điện thoại để chúng ta xác minh lại. Còn nếu trường hợp mà anh em thực sự là quên hết cả thứ đấy, thì anh em có thể điện thoại đến Apple, hiện tại nó có tổng đài và nói chuyện bằng tiếng Việt được. Anh em sẽ kể vào tình trạng nó thực sự của anh em là anh em đang dùng iCloud và hiện tại bây giờ anh em quên không thể kích hoạt được máy đấy, thì Apple người ta sẽ hỗ trợ cho anh em, nếu trong trường hợp mà anh em cung cấp đầy đủ được cái thông tin thực sự đấy là máy của anh em thì họ sẽ mở cho anh em hết. Còn nếu mà thực sự mà anh em không thể nhớ được phải mở được và anh em cũng không thể xin được Apple ấy, thì chắc chắn một điều là cái máy đấy của anh em chỉ bán linh kiện được thôi, và điều đó là rất là may tại Việt Nam. Rất là nhiều người sẽ mua lại linh kiện cho anh em để người ta có thể bảo hành và sửa chữa, dịch vụ bảo hành và sửa chữa cho những chiếc điện thoại iPhone khác. Còn nước ngoài thì chắc chắn là một điều là sẽ không làm gì được rồi. Đó, bây giờ nó sẽ hiện màn hình để kích hoạt. Đầu tiên là bằng tiếng Anh, rồi là chào bằng tất cả thứ tiếng Ý này, bằng tiếng Việt này, bằng tiếng Trung Quốc, bằng tiếng Nhật, và chúng ta sẽ không quan tâm cái này mà chúng ta sẽ đưa home nha. Bây giờ chúng ta sẽ chọn tiếng Việt này, và chúng ta sẽ chọn quốc gia của chúng ta là Việt Nam, đúng không? Anh em nước ngoài xem vậy thì chọn là quốc gia nước ngoài nhé, tùy theo nước anh em đang dùng. Đó, chúng ta sẽ thiết lập thủ công này. Chúng ta sẽ kết nối wifi mà chúng ta có thể tiếp tục thôi. Đây nó ghi là có thể mất vài phút để kích hoạt iPhone ấy. Nếu trường hợp là máy iCloud thì tí nó sẽ hiện màn hình iCloud để anh em đăng nhập vào nhé. Còn nếu không có iCloud thì nó sẽ vào luôn anh em này, nó sẽ vào luôn đấy, vào luôn đấy, vào luôn đấy. Bây giờ trở ra đấy, nó quay ra mất một chút thời gian này đấy. Đó, nếu không iCloud nó sẽ vào chỗ này, bởi vì đây là chiếc máy mình đang bán mà nó không có iCloud đâu. Đó, tiếp tục này. Đó. Được rồi, thôi chúng ta sẽ thiết lập dữ liệu mới. Đó, chúng ta sẽ không sử dụng cái gì cả, chúng ta sẽ bỏ qua nhanh để mình vào bên trong cho anh em xem. Chúng ta sẽ có cảm giác là chúng ta vừa mua một chiếc máy luôn. Đấy, hoàn toàn mới cứng, không có một cái gì cả. Chúng ta sẽ có cảm giác rất là buồn khi dữ liệu chúng ta lại mất. Nhưng chúng ta lại vui bởi chúng ta đã mặc khóa được mật khẩu và máy của chúng ta sẽ hoạt động bình thường. Đó, rất đơn giản như vậy thôi anh em nhé, không cần phải thợ thiết gì cả, chúng ta có thể ở nhà chúng ta tự làm được, xem video này của chúng mình và chúng ta sẽ tự làm được. Nếu anh em làm mà có bất cứ cái gián đoạn gì thì anh em cứ comment vào video của mình, cứ gọi điện cho mình theo số điện thoại là 0256526789 để mình hỗ trợ cho anh em làm cách nhanh nhất và những cái mắc của anh em hay bị. Anh em mua hàng bên mình thì anh em cứ vào website mới.vn nhá để đặt hàng bên mình và mình sẽ ship những chiếc máy này hoàn toàn đến cho anh em ngon lành. Kiểm tra tất cả anh em phải thanh toán, trong trường hợp là anh em mua vé quốc tế mà bị lóc lại, trong trường hợp bị khóa này thì anh em hoàn toàn đổi với khác cả hết thời gian bảo hành nữa. Anh em xem clip này thấy hay thì anh em chia sẻ cho mọi người xem, nếu thấy có ích thì anh em cứ subscribe kênh YouTube của mình và chờ đợi những clip tiếp theo, hướng dẫn tiếp theo mà anh em cần thì anh em cứ comment bên dưới để mình hỗ trợ anh em nha. Cảm ơn anh em xem clip, chào tạm biệt anh em.